Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Đây là cái khu chợ Tết của Mỹ Tho, Tiền Giang. Hôm nay mình sẽ chạy mình quay cho các bạn xem thấy rằng cái không khí Tết và cái chợ Tết ở Tiền Giang như thế nào, để chúng ta cùng nhau nhìn thấy mùa xuân đang về trên quê hương đất nước, và người dân Việt Nam đang đón một mùa xuân còn 2 ngày nữa là hết năm và bước qua năm Tân Sửu. Chúc năm mới anh. Dạ. Ô vậy hả? Đây là chợ Tết. Đẹp không? Giờ đây còn sớm, chưa có đông người đâu. Ai cũng ráo riết lo mua hoa để đặng về trưng bày trong cái không khí trong nhà. Tết về trên quê hương rất là đẹp. Chiều á, chiều đông người lắm, chiều tối xuống anh chị các bạn rất là đông người. Ai cũng tranh thủ đi mua hoa nè. Bữa nay 28 rồi, mai 29, mốt 30 rồi. Đó là phiên chợ cuối của 2 ngày gần Tết. Cái không khí Tết ở Việt Nam nó rất là sôi động, tại vì nó là một cái Tết cổ truyền chứ không phải giống như ở hải ngoại. Nói chung thì mấy hôm nay cũng có mấy thành phần chống cộng thổ tả, cái lũ ô hợp nó vào diễn đàn của Lợi Minh, nó quăng mấy cái link, nó nói rằng ở bên Cali là người Việt tổ chức ô thế này thế nọ. Tôi nói với anh chị các bạn biết đó là những cái sự cái lên cái hình ảnh thôi, nhưng mà nó không có thật. Nếu mà nó quay cái cảnh thật á, là có nghĩa là gì, là chợ Tết rồi người ta đi vui xuân như thế nào. Tại vì ở bên những cái cộng đồng người Việt đó, nó có những cái nhóm cộng đồng tổ chức của nó tổ chức hàng năm, và tụi nó được tài trợ, nó bỏ tiền ra, chứ không phải giống như những cái khung cảnh Tết ở quê nhà. Cho nên nó lên mạng nó lừa một số người, nói ô tụi tao ở bên Mỹ, tụi tao tổ chức Tết còn hơn tụi bay ở trong nước nữa này nọ. Nó rất là bịp bợm. Những người nào mà đi qua vùng Cali là cái ổ dịch mà. Tôi nói cho các bạn biết, nếu mà nói mà đi chợ Tết kiểu đó ai cũng ngồi phập phồng. Trong lúc này tình hình dịch ở bên Mỹ nó rất là khủng hoảng. Cái tổ chức Tết mô hình của cái cộng đồng người Việt ở bên đó đó, nó không phải giống như ở quê hương. Gọi là nó làm, nó dựng cảnh lên vậy thôi, chứ nó không có một cái sự sôi động của một cái mùa xuân. Mà mấy cái thành phần chống phá đất nước thì nó lên mạng, nó tô vẽ ra, nó chụp hình, nó dột lên, nó lên YouTube để làm giống như là nó bên Mỹ là ghê gớm lắm. Nó gọi là một cái xuân của tha thương cầu thực. Nó chỉ làm bề nổi bên ngoài để đặng nó diễn tuồng thôi. Nó diễn tuồng như vậy nó mới quyên góp được tiền, mới quyên góp được của những cái cộng đồng, những cái người Việt ở bên đó. Còn ở Việt Nam Tết cổ truyền của người ta nó tự nhiên, và cái năm cái mùa xuân nó về thì người ta làm những cái Tết nó rất là long trọng, chứ không phải giống như ở xứ người ta rồi mình ra đó mình bày vẽ, mình dựng cảnh lên rồi quay về quê hương bảo rằng ô tụi tao bên này, tụi tao làm còn hoành tráng, tụi bay này nọ tào lao. Mấy cái đám chống cộng thổ tả, tôi nói anh chị các bạn biết, khô toàn là cái lũ khô cách áo ôm, khô nhà dạy chợ, chẳng đã có mẹ gì chứ. Chỉ có thằng Lợi Minh này bóc mẻ được nó là tại mình ở bên đó, mình biết cái tẩy của tụi nó, anh chị các bạn không? Còn có những người mà họ sống ở trong cộng đồng của tụi nó đâu có dám chia sẻ đâu. Chia sẻ mà nó biết được, nó lại nhà nó kéo nhau, lại nhà nó hù, nó dọa. Bởi mấy thằng chống cộng ba sọc ở bên Mỹ, mấy thằng chống cộng bên nó cai Việt Nam, cai Lợi Minh là chỗ đó. Nó nói ra cách nào mình cũng bóc mẻ nó được. Nó rất là xảo anh chị các bạn. Cái lũ chống phá xuyên tạc đất nước ở bên hải ngoại, bên Mỹ á,
nó xuyên tạc, nó phá hoại đất nước mình đủ mọi kiểu cách hết à. Nó qua xứ người ta mà nó làm giống như là của ông cố nội cha nó vậy, làm giống như của đất của ông cố nội cha nó để lại cho nó, bây giờ là nó hưởng rồi, nó muốn làm gì làm, nó muốn bài trò gì nó bài, nó nghĩ là như vậy, đến độ như vậy á, nó làm những cái trò rất là bịp bợm. Mỹ mà chính quyền của nó, cái cách hành sự, cái cách mà nó trị dân không phải giống như Việt Nam mình, nó nhân bản. Cái nhóm tụi bay muốn lập làng lập mạc lập kệ tụi bay, cứ ở đó mà sống mà làm ăn, rồi cài cấy nhau mà ăn, ăn không được thì ngửa tay ra xin tiền, rồi quậy phá đủ thứ hết, chứ có gì đâu mà qua xứ người ta mà dựng được cái cảnh mùa xuân rồi bắt đầu cái lên mạng. Ôi, tao ở bên Mỹ người ta cũng có mùa xuân rồi, không khí Tết thì tổ chức thế này thế nọ, toàn là lừa đảo không. Tôi nói anh chị em các bạn, cái vấn đề mà tổ chức, cái vấn đề mà tổ chức Tết ở bên Mỹ á, cái cộng đồng Nam Cali với Bắc Cali á, nó giành với nhau, có năm đó nó chửi lộn, nó đánh với nhau, nó giành với nhau để đặng mà nó quyên góp tiền. Hai cái cộng đồng Nam Cali với Bắc Cali á, nó quyên góp tiền để đặng nó giành giật với nhau, chứ có con khỉ gì đâu. Để các bạn thấy mùa xuân về trên quê hương rất là đẹp, còn là cái đám lừa đảo bên Mỹ chẳng ra hồn vía. Bởi vì nó làm nhiều cái chuyện dân ở trong nước, nhiều khi có nhiều người họ tưởng đâu là thật không. Có nhiều người hỏi tôi, nó xạo á. Mấy thằng mắc dịch đó mà nó có gì mà nó thật. Cả cuộc đời bốn mấy năm nay nó chưa có gì mà gọi là tưởng nó thật hết á. Toàn là Photoshop. Rồi mấy hôm nay chàng đặc ơi, nó lấy nick giả, nó vô nó kết bạn với mình xong rồi bắt đầu nó đem mấy cái hình ảnh nó bôi nhỏ đất nước. Khiếp, khủng khiếp. Mấy cái đám nó thổ tả lắm, nó rất là thổ tả mà ô hợp nữa. Không có ra hồn dí hết trơn, chống mấy chục năm nay rồi. Chống riết rồi, bà con kiều bào hải ngoại người ta thấy người ta còn ớn chờ đậu. Thấy tụi nó là người ta chỉ muốn yên thân để đặng mà lo làm ăn ở xứ người thôi. Chứ còn mấy cái đám mà chống cộng ở bên Mỹ, tôi nói chị không, nó cực kỳ thổ tả. Nó là những cái thành phần ô hợp giả mang. Mẹ thằng nào mấy trên răng dưới bù lon con tán không, còn là cu ly bưng phở làm chết mẹ luôn, mà lên mạng nện cái bộ đồ vô ngồi ở trong một cái phòng bắt đầu trưng bày lên, nó làm y như thật. Những cái chuyện tụi nó làm, tôi nói các bạn biết nó giả dối, chỉ có những người nào người ta không biết, không có ở bên Mỹ người ta không biết, người ta mới tin tụi nó thôi. Toàn là cái thứ ăn mày không à, ăn mày quốc tế chứ có làm được con mẹ gì đâu. Những người ta có nói chứ, các bạn ở bên Mỹ mà ta ăn nên làm ra cuộc sống người ta ổn định, người ta enjoy cái cuộc sống, người ta hưởng thụ cuộc sống gia đình của người ta, tại vì người ta làm quá vất vả trong một tuần lễ rồi, chứ đâu phải leo lên mạng rồi dàn cảnh rồi làm mặc bộ đồ vest vô áo quần nện vô bỏ trong thùng rồi làm giống như ta đây là trí thức ghê gớm lắm, rồi quay về Việt Nam rồi chửi bới xuyên tạc chống phá. Chàng đét ơi, bà nội cha nó thấy tụi nó là tôi ớn chờ đậu, toàn là thùng rỗng kêu to mà. Chỉ có mấy cái dân trong nước mà cái dân mà gọi là lười lao động, rồi nghe tụi nó nói dân chủ này kia rồi chạy theo nó bu thôi, rồi vô đó rồi nó dần té ngửa ra, cuối cùng không có con mẹ gì hết. Như các bạn thấy bao nhiêu năm nay mấy cái thằng như là đào gì đó, đào tục quần, đào minh quân gì đó, rồi ly thằng ly xà phạm đồ, bao nhiêu năm trời nay cuối cùng giờ ê càng rồi à, giờ ê càng rồi giờ. Thấy giờ ai cũng ớn, giờ tới thằng Tân Thái với thằng Bên Trương nó cũng tới, bây giờ nó cũng tàn lụi tới giờ. Anh chị các bạn, chân lý nó luôn thuộc về lẽ phải, sự thật đó là sự thật. Quê hương đất nước đang phát triển đổi mới từng ngày và từng giờ, mặc dù tình hình Covid nó cũng có sự lây lan trong cộng đồng ở một số, nhưng mà cơ quan nhà nước người ta đang khắc phục. Các bạn biết những cái trường hợp như là mấy cái đám mà chống cộng ở hải ngoại thổ tả, ôi mèn đất ơi, nó lên mạng nó làm cho lớn chuyện ra nha, nó làm cho lớn, nó làm cho người ta hoang mang sợ hãi lên trên mấy cái phao thoát, mấy cái chỗ diễn đàn chống phá tụi nó. Chàng ơi, nó bới móc của nó Việt Nam mà đang bị Covid vành hành thế này thế nọ, mà trong khi đó cái nước Mỹ của nó
gần 500 triệu, gần nửa triệu người chết, 20 mấy triệu người nhiễm Covid, khủng khiếp. Các bạn thấy bất cứ cái gì mà Việt Nam mà có một cái sự biến động gì trong một xã hội là nó bài, nó vẽ ra. Chàng ơi, các bạn biết nó làm cho lớn chuyện ra y đùng lên, toàn là xạo không à, không có thằng nào mà thật hết trơn á. Anh chị các bạn thấy ở quê nhà người ta đang chuẩn bị đón xuân tấp nập, tại giờ này còn sớm đó anh chị các bạn, chiều tối là tôi nói chạy xe kiểu như tôi chạy như vậy là không chạy được luôn á. Thành ra tôi tranh thủ giờ này đi live để anh chị các bạn thấy bà con đang tranh thủ để đặng có đón Tết, còn có 2 ngày nữa thôi. Rất là đẹp, quê hương đang mừng đón cái mùa xuân, còn trong khi đó mấy thành phần nó xuyên tạc chống phá đất nước. Chèn ơi, mỗi lần tôi thấy cái đám này tôi thấy ớn chạy đậu, thấy tụi nó là thấy nổi da người lên. Bạn thấy đẹp không? Hả? Quê hương đất nước. Tôi qua đi chứ. Đẹp ngập trời luôn bạn. Cái này mới gọi là mùa xuân. Còn cái đám bên kia làm gì mà có mùa xuân. Ở bên kia giờ này là còn đông, bên đó giờ này còn đông, còn đông chùm mình kính bít luôn, che cả đầu mắt tay chân rồi lại hết. Mùa xuân ở bên Mỹ nó vào khoảng tháng 4 lớn ghê. Cái hội trường này mới xây đây mấy năm giờ nó bình chán như vậy. Ngày xưa thì nó làm ở vườn hoa Lạc Hồng, ngày xưa làm ở vườn hoa Lạc Hồng nó không được như vậy, năm nay làm lớn ghê. Tối đông người lắm, đi rất là đẹp, vui quá chừng. Chạy nãy giờ chưa hết, tranh thủ ra mua một ít bông hoa. Có cái live stream này á, live á, nó không có bị dòng cái màn hình, nó dễ coi, đẹp kìa, còn quá chừng nha. Chiều nay rảnh ra mua và mới bông với lại cây, coi nó có cây nào đẹp đẹp á về trồng thêm ở nhà. Quá chừng.
Thôi là mình like tới đây. Xin chào anh chị các bạn nha, hẹn gặp lại sau. Chúc anh chị các bạn được nhiều may mắn, cũng như bà con kiều bào đón xuân ở xứ người có được cái cuộc sống yên bình và làm ăn phát tài. Là mình xin chào. Bye bye.